Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video ôn luyện kiểm tra một tiết lần 1 học kỳ 2 sắp tới các bạn ha. Và chúng ta đang ở cái video sắp xếp lại các chữ cho thành câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Và chúng ta đang làm cái này các bạn. Mình đã đang sửa cho các bạn, giúp các bạn làm 3 câu này. Đang quay giữa chừng thôi. Bài này đó, nó có 5 câu lận. Mà thầy đang quay giữa chừng mới được 3 câu này. Cái tự nhiên cái điện thoại nó hết pin cho nên thầy bị lỡ cái video này, cho nên là thầy phải quay lại từ đầu đó các bạn, cho nên nó mới bị như thế này. Nó có những cái này là do thầy vừa quay xong đó các bạn, mà nó bị hư cái video đó, cho nên thầy phải quay lại từ đầu các bạn. Cho nên nhiều lúc các bạn đấy, cái việc mà thầy làm cho các bạn này thỉnh thoảng nó bị hư các video là chuyện bình thường các bạn, và thầy buộc phải làm lại để cho các bạn hiểu bài ha. Do đó là thầy sẽ làm lại cho các bạn để các bạn nắm nha. Cái dạng bài tập này là rất là khó, như các phần khác thì nó dễ hơn xíu, nhưng cái phần này á là nó đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp các chữ cho đúng ngữ nghĩa và ngữ pháp các bạn. Và như các câu mà thầy đã làm cho các bạn này thì bây giờ thầy giải thích cho các bạn hiểu liền. Và bây giờ mình sẽ đi nhanh thôi, bởi vì mình đã viết ra đây hết cho các bạn rồi. Đây, người ta cho mình những chữ này thì bây giờ mình sắp xếp lại là như thế này. Chị của anh ta có đôi môi mỏng và hàm răng trắng và nhỏ. Đó, tất cả các chữ này đều xuất hiện ở dưới câu này hết và đúng ngữ nghĩa, đúng ngữ pháp luôn các bạn ha. Đó, sẽ câu số 2 này các bạn. Những câu này thầy làm rồi cho nên thầy sẽ đi nhanh cho các bạn. Còn hai câu số 4 và số 5 mà thầy sẽ chưa làm, thầy sẽ đi chậm cho các bạn. Anh ta là một vận động viên cử tạ. Anh ta là một vận động viên cử tạ. Vì vậy, nhớ dấu phẩy đây các bạn nha. Vì vậy, anh ta nặng và khỏe. Đó, nặng và khỏe. Đây, tất cả chữ này đều xuất hiện ở đây luôn, các bạn nhớ nha. Rồi, câu số 3 này. Khuôn mặt của cô dân này là hình tròn hay là hình bầu dục? Đó, là tất cả này xuất hiện. Những cái này khi thầy viết ra rồi thì các bạn thấy nó dễ, nhưng bước bắt đầu chúng ta đặt trường hợp, chúng ta bắt đầu làm thì nó rất là khó. Chúng ta không biết phải viết như thế nào các bạn. Do đó cái kỹ năng đón nghĩa của câu nó rất là quan trọng, và thầy đã nói rất là bạn các bạn rất là nhiều lần đúng không? Trước khi vào chúng ta viết thì chúng ta phải đón được cái nghĩa để chúng ta cần viết. Ok. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 4 và câu số 5. Câu số 4 và câu số 5 thầy mới có giải thích thôi. Câu số 4 thầy mới có giải thích thôi thì nó bị hết pin cho nên thầy phải quay lại từ đầu cho các bạn này. Đây, câu số 4 này chúng ta đoán được nghĩa ngay này các bạn này. Có 10 ngón tay và đây, có 10 ngón tay đúng chưa? Có này, 10 ngón tay và hai cánh tay trên cơ thể. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì cứ từ khi ta đoán được nghĩa đó rồi, bây giờ ta viết ra. Có there are 10 ngón tay, 10 fingers. Đó, có 10 ngón tay và gì các bạn? 2 cánh tay, arms. In, đây, trên cơ thể đúng không? In the body. In the body. Người Mỹ đọc là body, người Anh đọc là body các bạn ha. Thầy thích đọc giọng Mỹ lắm, nên thầy đọc là body. Ok, có 10 ngón tay và 2 cánh tay trên cơ thể. Ok các bạn ha, cơ thể chúng ta đó. Câu cuối cùng này các bạn, câu cuối cùng là chúng ta đoán được nghĩa là ông Pai này á, đó, ông Pai này có một cái khuôn mặt như nào? Hình tròn. Đây, có một khuôn mặt hình tròn này, khuôn mặt hình tròn. Và mái tóc thì như nào bạn? Vừa ngắn vừa khuôn mặt chứ, xin lỗi các bạn. Có khuôn ông ta có khuôn mặt đây, để các bạn để ý lại nha. Ông này có khuôn mặt tự nhiên có chữ blue và black, vừa màu xanh vừa màu đen đâu được ta, đúng không? Không thể tóc vừa màu xanh màu đen được. À đây, xin lỗi, đôi mắt nữa. À, vậy là dễ rồi. Ông ta có khuôn mặt hình tròn, được chưa? Đôi mắt thì màu đen, đôi mắt thì màu xanh và mái tóc thì màu đen. Đó, ta đoán cái nghĩa câu này quá khó, cho nên chúng ta phải đoán được nghĩa nó là như vậy. Khuôn mặt này, đôi mắt này và mái tóc tương ứng với short nữa các bạn. Short này là ngắn, là khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt, tóc ngắn, ngắn và đen. Và chính xác đúng không ạ?
và đôi mắt màu xanh. Ồ, công nhận khó, thầy cũng không để ý. Nghe này, tóc này, tóc ngắn. Rồi, vậy thì cứ vậy ta đoán được nghĩa thì ta biết thôi. Đây, Mr. Pike. Mr. Pike. Sao? Có này. Has. Có. Một. Khuôn mặt hình tròn. Round. Face. Được chưa? Đó. Có một khuôn mặt hình tròn. Có mái tóc màu đen. Black. Màu có mái tóc ngắn và đen. Black. Short. À, xin lỗi. Short trước các bạn nha. Short. Black. Short black hair. And. Và gì nữa? Và đôi mắt thì màu xanh. And blue. Eyes. Đó. Tất cả các chữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Đúng 11 chữ xuất hiện trong câu của chúng ta luôn. Ông Pike này. Pike có một khuôn mặt hình tròn. Mái tóc màu đen và ngắn. Và đôi mắt màu xanh. Xanh nước biển đó các bạn. Đó. Như vậy là cái câu này rất là khó các bạn. Và mình cũng đã làm hết cho các bạn. Hy vọng các bạn thích, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Ok, chào các bạn.